Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Rồi ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với meta mới anh em nhé. Đấy, hôm nay lại là một cái clip nữa, chúng ta tìm hiểu xem là meta mới chúng ta có thể chơi được những cái gì ngoài cái bộ Warrior. Ok anh em nhé. Đấy, còn sau cái clip ngày hôm qua thì chắc là anh em cũng đã biết cái sức mạnh của bộ Warrior nó kinh khủng đến cái cỡ như nào. Thực sự nó rất mạnh. Không thể tin được là bây giờ Warrior nó không sợ phép. Một trong những cái line up mà counter và Warrior nó chính là cái line up mết. Thì bây giờ Warrior đấm mết như con. Rất là đáng sợ luôn. Cảm giác như cái bộ 9 mết chỉ cần con Thunder nó xoay quạt ra một cái là con Thunder tự chết. Chứ không phải là Warrior chết. Warrior vẫn sống do có cầu vực thẳm, có kẹp cá. Đấy. Còn Thunder Spirit thì bốc hơi lúc nào không hay. Mất dạng luôn, không nhìn thấy đâu. Quá dã man. Thực sự là để nói về cái bắp này thì tôi nghĩ là một cái lúc đi khá là táo bạo. Dã man thật sự. Không phải tin được một cái lineup mà ngày trước nó bị counter bởi rất nhiều thứ. Từ cái vụ Warlock, Witcher cho đến Mết. Mết thì có rất nhiều thể loại Mết. Mết Shaman này rồi thì 9 Mết hay là 6 Mết 5 dòng. Đấy, hay là đơn giản nó chỉ là 6 mét không thôi thì nó đều counter được. Thế nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì những cái bộ mà tưởng chừng như là counter thì bây giờ lại không counter nữa. Dã man thật. Đúng là ảo ma Canada. Mà không hiểu sao lại thế nhỉ. Tôi thì tôi vẫn đang cố lý giải cho cái sự việc là bắp cái bộ Warrior nó quá đáng như vậy. Bởi vì là thực ra là vẫn chưa thấy bán skin của cái con nào cả. Đúng không? Chưa thấy skin của con nào ở hệ Warrior cả. Doom có skin mới không nhỉ? Thuyền trưởng có skin mới không nhỉ? Hay là chúa quỷ? Chúa quỷ có skin mới phải không? Lý do tại làm sao nhỉ? Khó hiểu thật. Chưa rõ tại làm sao nhưng mà nói chung là cái bộ Warrior nó dễ chơi quá. Kể ra mà cái bộ Warrior ấy nó khó chơi. Nó khó chơi đi, nó là một cái bộ mạnh, ok. Mạnh lên game đi nhưng mà nó khó chơi, nó khó xây dựng. Để lên game mà mạnh thì không nói làm gì, đây dễ vai cả cứt luôn. Đấy, ra Warrior này nhưng mà thôi hôm nay không chơi anh em nhá. Hôm nay tôi lại thích chơi ngựa cơ. Ok đấy. Ok, liều nha, Tuấn ấy liều thật. Tuấn ấy tự nhiên lại, nhưng mà từ từ nha, con này nó lại là cái con human này. Là chúng ta có thể mua con sói này là cũng ok. Đấy. Ngựa tôi có thể nó sẽ lên 2 sao sớm. Hy vọng là thế, round 6 ra được hai con ngựa này là xuất sắc đấy. Có điều là lấy đồ thì tôi lại đang lấy đồ bắn trưởng. Hôm nay tôi muốn là chơi một cái bộ bắn trưởng ấy. Để cho anh em chứng kiến cái việc là khi mà tôi con già tôi là quẹt qua người của bọn Warrior hay là con Thunder của tôi nó quẹt nó xe quạt thì là coi như là nó tự chết. Đấy, tôi muốn cho anh em chứng kiến cái vụ đấy. Ok nhá anh em nhá. Đấy, để xem là nó thế nào. Đúng không? Test đi. Cho anh em nào mà chưa chơi hoặc là chưa chứng kiến những cái trải nghiệm những cái việc như thế thì có thể là anh em nhìn anh em sẽ biết ngay sức mạnh của bộ Warrior bây giờ nó sai lầm lắm. Tại sao một cái bộ đần, một cái bộ được cho là đần, rất đần luôn. Chỉ là giáp to thôi. Giáp to thôi mà bây giờ nó lại gây một cái lượng đam nó kinh khủng như thế. Nó thật chẳng khác gì 6 cá cả. Cái phản đam của Warrior bây giờ nó chẳng khác gì 6 cá luôn. Bây giờ những cái bộ nào mà tôi nghĩ là nó sẽ không bao giờ được chơi. Tôi có thể kể đến một cái bộ mà chắc là anh em sẽ phải lâu lâu nữa mới được chơi. Ngoài cái bộ 6 Warlock nói từ video trước rồi nhá. Đấy, 6 Warlock thì chắc chắn là không chơi được rồi. Bây giờ thậm chí là Warrior còn thua thì tức là không chơi được rồi đúng không? Đấy, còn bây giờ còn bộ nào nữa mà không thể chơi được trong cái meta này thì tôi cũng xin chia sẻ luôn cho anh em một cái line up mà rất hot ở trong cái meta trước mà đến meta này anh em đừng có động vào. Đấy chính là line up 6 Glacier. Đấy, co thì rất nhiều con. Co thì chủ yếu là con Velop. Đúng không?
6 Glacier Phelom hay 6 Glacier Medu chắc chắn là chết rồi. 6 Glacier Medusa thì chắc chắn là bay màu. Đấy, 6 Glacier. Ơ kìa, từ từ nhá, để xem nào. ra như này. À, hay là chơi Warrior à? Tự nhiên ra Berserker chứ, nhưng mà thôi. Thôi. Đây như này đi. Cái round này tôi nghĩ là tôi sẽ thua mất. Này khỏe hơn không? Này khỏe hơn không? Nha. Này tôi nghĩ khỏe hơn đấy. Con bắp mana này nó cũng khỏe mà. Tôi sẽ cho con Soulbreaker tôi bắn trưởng liên tục. Ui thằng Insect à? Vãi đái. Insect toy. Để thêm con sâu nữa luôn kìa. Thua rồi, để nhiều sâu rồi, thua rồi. Con BH của tôi nó chết sớm quá. Ui, mất chuỗi luôn á, cay nhỉ. Được đấy, con sói lên được 2 sao này. Cái meta trước ấy, chơi cái bộ 6 Glacier Velom đánh hơi phê luôn. Chính cái bộ đấy đánh đấm được cái bộ Witcher ở meta trước ấy. Đấy, nhưng mà sang meta này thì đâu còn có cái cơ hội nào chơi khi mà bộ Warrior nó mạnh đâu. Warrior mạnh rồi thì Glacier là xuống hố thôi. Nó là cái bộ đấy bây giờ không chơi được anh em ạ. Chơi là chỉ có top 7, top 8 á. Nó cũng giống như cái bộ Witcher ấy. Mà cái bọn Dodo rất là buồn cười cái chỗ là không bao giờ nó để cho một cái live hot ở cái meta trước mà sang đến cái meta tiếp theo ấy nó còn được chơi anh em ạ. Gần như là meta trước nó là một cái line up hot thì meta sau là nó đóng hòm, nó chui hang luôn và nó chui ở đấy rất lâu đấy. Em thấy bộ cơn hai đấy, bây giờ cơn hai đâu chơi đâu, mà cách đây khoảng mấy mùa cơn hai cực kỳ nhiều người chơi hot lắm, mà bây giờ đến rất là lâu rồi cơn hai không được chơi lại đấy. Bây giờ Witcher tôi nghĩ cũng thế thôi, hay là 6 Glacier tôi nghĩ là cũng thế thôi. Sẽ còn rất lâu nữa mới được chơi lại đấy. Trong khi đấy cái bộ Warrior này cũng rất lâu rồi chúng ta mới được chơi lại. Bây giờ nó mạnh quá thể luôn. Và đây cũng là dấu hiệu là anh em sẽ biết là sau cái meta Warrior này là thế nào đấy. Là cái bộ Warrior ấy cũng sẽ mãi mãi rất lâu về sau mới có thể là được chơi lại nữa. Tức là nó sẽ bị đóng hòm đấy anh em. Bây giờ bọn này nó có cái kiểu là như thế. Rất là quen rồi. Rất quen với cả cái kiểu bọn này nó làm game. Đấy là cái bộ nào mà nó hot ở meta trước là meta sau y như rằng đóng hòm. Dã man thật sự. Warrior có hot đến bao nhiêu chăng nữa thì meta sau cũng phế thôi. Mà bọn này nó đã phế, nó không cân bằng đâu nhá, mà nó phế hẳn luôn ấy. Như bộ Witcher bây giờ ấy. Đấm với Warrior phản cho sấp mặt luôn. Trừ khi là anh em lên được 10. Còn anh em đánh ở các cái level thấp ấy, anh em vẫn bị phản như bình thường. Dã man. Đào này up cấp lên, không biết là có sai lầm không. Chủ yếu là tận dụng được cái quyển sách để up cấp lên sớm anh em ạ. Kiếm già, kiếm Dragon Clay. Chơi Clay mà không ra được Human thì xác định xuống hố. Trên này có Insectoid nhá. Ui mẹ ơi, cái to này. Thôi thua rồi. Gấu đá 2 thì đỡ làm sao được. Kinh xoài lon ra con gấu đá 2 kẹp bít ạ. Chịu. Bít to luôn chứ. Kìa, nhìn kìa. Ui vãi đái ạ, gấu 2. Sói 2. Gấu đá 2. Thế thì thôi. Game này là của bạn rồi. Ui vãi đái. Gấu 4 đô 2 sao. Gấu bít 2 sao. Còn kèm theo con gấu đá 2 sao rồi con sói 2 sao luôn ạ. Trời ơi, thế thì khó rồi. Trận này lại đi Clyde này chết rồi. Sai lầm rồi anh em ơi, cứ tưởng là mạnh. Bây giờ còn có 76 máu này. Bị bọn nó đẩy cho còn có 76 máu luôn này. Ui, được chết rồi. Sai lầm rồi anh em ạ. Trận này có con rồng nhá.
Con rồng 5 đô. Thunder, thằng điếc thứ già riếc ra có khi chuyển sang chơi 5 rồng 9 mét rồi. 5 rồng 9 mét được nhá, nếu mà lên được 11. À nhưng mà không được anh em ạ. Trời ơi, nó là một cái sai lầm đây này. Không được, không được, không được, không được, không được. Sau đó tôi mới chợt nhận ra là có Insectoid. Insectoid chơi 5 rồng 9 mét toang ngay. Làm nào giờ? Ra rồng rồi này. Khó chịu quá nhờ. Xấu như mình luôn này. Được không? Thế này chứ. 6 cơ lai. Con rồng này liệu có gánh được không? Trông hơi đuổi đấy nhá. Ra 6 human rồi nhưng mà nó lại không phải là con già. Nó không phải là con Kunka mà đang phải chơi là con sói 2 sao ạ. Trời này có cả Witcher luôn này. Witcher đã, Witcher là còn Glacier nữa. Trời. Thằng này tôi dự đoán, anh em nhớ nhá, cái thằng Monkey nhá. À, Monkey anh em nhớ xem, tôi dự đoán là top thấp luôn. Đã Glacier rồi lại còn là Witcher nữa. Hai cái bộ mà tôi vừa nói với anh em là sùng hổ ấy, thì nó lại chơi. Ê chết không. Kunka này. 6 human. Được. Kunka này vào thay con này đã tạm thời. Chưa ra già thì chơi con này cũng ngon. Con này cũng ngon. Thọt tiền quá nhở. Con này thọt tiền thật đấy. Trận này mà có sách thì nó sẽ gỡ được cái lượng tiền mà tôi ôm. Tôi thọt. Chủ yếu là lên 8 sớm thôi. Lên được 8 sớm mới tốt. Đến 8 mới kiếm 5 đô xong rồi chuyển co. Có con co là ngon thì chuyển thôi, chuyển bài thôi anh em ạ. Bài này khả năng là phải dùng hết sách đi. Không được à? Bài này không đánh được human đâu, tôi nhìn thấy khó lắm. A à, ui. Thunder 2 sao à? Thunder 2 sao ra trứng thì đập luôn. Nhà. Chuyện này chơi mết à? Đây cũng là một cái con co ở trong bộ mết đấy. Quả đập bài hơi tự tin đấy nhá. Không biết là có ra gì không nhưng mà quả đập trứng là hơi bị tự tin luôn đấy. Ok. Khó nhá. Này hết tiền rồi, đánh ở level 8 hết sạch tiền rồi. Nên cái chỗ bài này chắc là chuyển sớm thôi chứ còn tôi nghĩ là 21 là chúng ta phải chuyển rồi. Không chuyển, không giữ được lâu đâu. Bài này sau 21 là bắt đầu 9 Warrior là form rồi mà. Đấy, nhìn cái thằng lông dân kìa. Anh em nhìn thằng lông dân đi. Thằng lông dân 50 tiền kìa. Lông dân 50 tiền chuỗi thua cộng 7. Nhìn nó biết rồi nhá. Đấy, thằng này cũng cờ lai này. Cũng tranh bài luôn ạ. Thề cờ lai nó có ra cái gì đâu mà tranh nhau. Bộ yếu vãi đái luôn mà vẫn còn tranh được. Thôi tôi dùng hết sách thôi anh em ạ. Sẽ không có cơ hội nào lên được 11 đâu. Chúng ta phải cắn sách lên để bù lại cái lượng tiền mà tôi đã thọt. Gần như là lên được level 9 là đủ bộ. Sau đó chuyển về 9m thì chuyển 9m hoặc là nếu mà ra rồng thì có thể là 5 rồng. Mà nếu mà không ra rồng thì thôi. Rồng nó cũng không ăn thua đâu anh em ạ. Nhiều khi 9m là còn ngon hơn ấy. Thằng lông dân lên được 850 tiền rồi kìa. Tiền của nó rất nhiều đấy. Từ từ nhá, nếu mà round này thắng ấy,
Từ từ, round này thắng thì cho tôi sẽ giữ lại 4 quyển sách này. 17, 18, 19, đúng không? 3 round. 17, 18, 19. Bây giờ 3 round này mà thắng ấy là chúng ta sẽ có sách để lên 11. Thôi, chỉ cần lên 11 thôi anh em ạ. Lên 11 được rồi. À, thằng nông dân này à, sắp lên 9 đến nơi rồi. Vãi đái, đủ bộ kìa. Đủ bộ 9 warrior luôn. Càng ấy. Chưa gặp nó đúng không? Ui, thế đẩy nó chết được không? Chỗ này chắc là không đủ 19 máu đâu. Nó chưa lên được 9 thì vẫn có cơ hội đấm nữa. Đây này, gặp đây. Nhưng mà tôi nghĩ là không được đâu. Khó. Ừ. Vẫn thua. Thua được không? Thua thì không thua được. Chưa có 9 warrior thì nó vẫn yếu mà. Ui, nó còn 7 máu á, 7 máu lật kèo. Round sau chắc chắn nó phải lên 9. Phải lên 9 sớm trước thời hạn. Chuẩn bị sẵn Witcher ở đây để đấm warrior này, xem có đấm nổi không. Mà tôi đang phân vân đấy. Rồi, nông dân lên 9 rồi, đủ bộ đấy. Thế là bây giờ nó không thua đâu. Nó cứ lên được 9, 9 warrior là tầm đấy nó không thua rồi. Còn thằng kinh xoài tôi gặp rồi, không gặp lại nữa. Thằng kinh xoài lon gặp rồi. Round này mà thua thì cũng không sao. Round này thắng thì tốt, thua thì có round quái rồi. Round quái là được cộng 3 quyển sách nữa. Ui, thằng này to vậy này, cũng Thunder 2 rồi này. Nhưng mà mết to thế. Có già giết các thứ. Không ổn. Ủa, cũng human như ai luôn. Thằng này cũng rồng mết đấy. 6 human đấy. Ui, sao warrior này. Doom à. Con ngựa đúng con ngựa lừa anh em ạ. 20 round không ra con ngựa nào nữa. Thôi giải tán. Một round nữa. Xong rồi bán hết human đi thôi. Bán luôn Clyde luôn. Khỏi phải chơi. Anh em ạ. 9 mét à. Hay là warrior. Ôi trời ơi, warrior thôi anh em ơi. Tôi đã nói với anh em rồi, meta này không có cái bộ gì ngoài bộ warrior đâu. Có đánh cái kiểu gì rồi chuyển sang warrior thôi anh em ạ. Nhưng mà đây nó là cái warrior nó tầm cao mới anh em nhá. Để mà đấm được với những cái thằng warrior khác ấy thì chúng ta phải có sự khác biệt. Và cái sự khác biệt ở đây nó chính là cái số lượng quân bài trên bàn cờ. Cái số lượng synergy mà có thể kết hợp được. Đấy. Tôi nghĩ là chúng ta lên mạnh dạn. Ok. Nào này tự nhiên lại ra đủ 6 con warrior. Ok chưa? Đấy. 5 con này. Đây nữa. 6 con. Ok. Hài quá. Cách counter của warrior đấy chính là chúng ta chơi nó. Chơi bộ warrior. Hài thật sự. Rồi. Lên 9 cái đã này. Tạm thời thế này đã anh em nhá. Da cáo không thể mua luôn. Chưa bao giờ cảm thấy con cáo nó bị ghẻ lạnh đến như thế. Trong cái meta warrior. Cáo chọc vào tự chết. Nên là thôi, biết là sẽ chết rồi nên là thà không chơi còn hơn. Đấy, chúng ta vẫn có thể chiến thắng được cái nhà Insectoid. Úi dồi, đây rồi, từ từ nha, xem nào. Chơi gì đây? T
thiếu một Warrior. Cái thằng King Sở Lon xanh thế nhở? Thằng này nó chơi Witcher anh em ạ. Tôi pick sẵn mấy cái con đá vào này. Chắc là chúng ta phải nhịn đến round 26 đấy. Phải nhịn, nhịn chút. Nhịn chút anh em ạ. Thậm chí là bây giờ tôi chuyển sang 6 Warrior, tôi khả năng vẫn ăn được cái thằng Glacier này cơ. Anh em thấy không? Trời ơi, Glacier này. Nó yếu thật sự luôn ấy. Nó yếu lắm ấy. Này anh em nhìn này. Ui ôi. Đây mới có 6 con đấy nhá. Chưa đến 9 con đâu đấy. À đây rồi, đủ rồi. Đủ bộ này. 9 Warrior. Ok. Tạm thời là bỏ Thunder ra ngoài thì mới chơi được. Toàn một sao này. Hay là như này. Con Thunder nó đang cầm khá là nhiều đồ bắn trưởng nên tôi chưa muốn chuyển. Từ từ bình tĩnh đã. Thằng này chuyển sang Witcher này. Ờ, bây giờ vẫn là beat thôi. Ôi, đừng đẩy nữa bạn ơi. Căng vậy. Đau đó. 11 màu luôn. Cái thằng lông dân bắt đầu mạnh rồi đấy. Thấy đi đẩy từng nhà một rồi. Anh em ạ. Thằng lông dân lên được 10 rồi, phải đái. Anh em thấy không? Cái bộ Warrior đấy. Warrior đủ bộ mạnh lắm. Thôi có khi là tôi cũng phải bỏ Warrior vào thôi anh em ạ. Anh em nhìn cái bộ đội hình này nó mặc dù toàn một sao nhá. Tôi bỏ hết ra. Có mỗi con sói là hai sao thôi. Đấy. Anh em thấy không? Full đội hình toàn một sao. 9 Warrior full đội hình toàn một sao. Để xem nó có ra cái gì không. Trông toàn một sao mà trông nó vẫn lực lắm anh em ạ. Không hiểu kiểu gì mà. Đấy là còn đồ của tôi nhá. Nó còn chưa chuẩn đâu đấy. Đồ của tôi lúc đầu tôi lấy đồ bắn trưởng đấy. Đồ chưa chuẩn tí nào mà nó đã khỏe thế này rồi. Chứ còn mấy thằng kiểu bây giờ động vào cái nào 24 có cái giáp thép thì thôi. Úi dồi ôi luôn. À cái giáp xương ấy, giáp xương. Đánh nó tương đối khỏe đấy. Ok. Ô thằng này bị cắt chuỗi này. Vai. Căng. Căng thật sự luôn, có thằng mết nó cắt chuỗi của thằng beat. Nhưng mà thằng mết nó gặp cái thằng lông dân kia thì tôi nghĩ là cũng sẽ đi thôi. Anh em ạ, à, nó chuỗi cộng 50 tiền ở level 10. Chuỗi cộng 5. Má ơi, nó khỏe. Dã man. Đấy, Eco mất lão luôn, một phát luôn. Bây giờ tôi phải quy hoạch lại cái đống đồ này, chuyển về cái đồ chơi Warrior đây này. Trận này phải đánh khéo khéo một tí anh em ạ. Đánh khéo mới top 1 được. Thằng Warrior nó xanh quá rồi. Lên phát lên 10 50 tiền luôn. Rune Lancer 2 thì tôi chịu luôn. Mà cái quan trọng ấy, anh em biết là gì không? Cái đồ của nó chuẩn ấy. Đồ của nó xác định từ đầu mà. Nó xác định từ đầu chơi Warrior nó lấy đồ chuẩn. Ok là cái giáp thép nữa này. Nó lấy đồ chuẩn còn tôi lấy đồ nó hơi phèn. Kunka 2 sao. Tạm thời chắc là chơi Kunka lấy đồ cho Kunka vậy. Bao giờ con Doom nó lên được 2 sao rồi tôi lại đưa đồ cho Doom anh em nhé. Giờ tạm thời để đồ cho Kunka đã. Con duy nhất 2 sao. À không, không phải duy nhất 2 sao mà con 4 đô duy nhất 2 sao.
Trong khi tôi mới có cái con Kunkka 2 sao thì đối thủ đã có cái con Lancer 2 sao rồi. Khó lắm. Đây rồi, có cái thằng Swain này thì bây giờ sắp là yếu rồi. Đấy, mặc dù chơi beat ra được sách đấy, nhưng mà trời ơi, cái Meta Warrior này thì nó ngán gì cái bộ beat đâu. Nó phản đau lắm. Đấy, úi rồi HP hậu đậu kìa. HP hậu đậu đi rồi anh em ơi. HP hậu đậu bị cái thằng Warrior nó đấm vào kìa. HP hậu đậu chơi 5 dòng 9 mét bị nó đẩy cho úi rồi ôi luôn. Không đơn giản anh em ạ, không đơn giản, không đơn giản. Nó to quá rồi, Lancer 2 rồi. Round 23 đã lên được con Lancer 2 sao rồi, đánh đấm cái gì. Nó gần như nó bước qua cái ngưỡng cửa của round 21. Là lên level 9 thì gần như là ông lên level 9, ông form được cái bộ 9 Warrior là ông cũng có Lancer 2 sao luôn. Đấy, ông lên thẳng lên 10 luôn mà, kẹp cá rồi, coi như là cực kỳ khỏe rồi anh em. Thôi. Nhìn thì có vẻ như là 7 máu là ra đi đấy, nhưng không anh em ạ. Nó bắt đầu ngược dòng rồi. Nó lội ngược dòng rồi anh em ạ. Khổ thế chứ lệ. Mà cái thằng kinh xoài non ấy, nó đang có ý định là chuyển Witcher để cao tơ đấy. Nhưng mà không anh em ơi, tôi chơi rồi tôi biết. Witcher bây giờ không có cái cửa nào mà đấm với cả Warrior đâu anh em ạ. Yếu lắm. Witcher beat. Trời, nghĩ sao mà ăn được Warrior. Đấy nhá, bây giờ thằng kinh xoài non nhá, anh em cứ để ý đi, nó chuyển sang Witcher kẹp với cả beat rồi đấy. Anh em để ý xem là có đấm được chết cái thằng lông dân không. Đấy, nó chỉ còn có 7 máu đấy. Đấy, kiểu gì thì kiểu cũng phải đấm chết đúng không, nếu mà là Witcher ngày trước. Mà bây giờ thì không. Ngày trước thì chắc là nếu mà còn 30 máu đi gặp Witcher thì vẫn sợ. Nhưng mà anh em nhìn xem cái thằng kinh xoài non ấy, nó đang có 6 bit kẹp Witcher mà đang bắt đầu đánh chuỗi thua rồi kìa. Thấy cái yếu chưa, thấy yếu chưa. Có mạnh mẽ gì đâu. Anh em cứ bảo counter. Đây này anh em thấy không, từ khi mà tôi chuyển sang 9 Warrior là tôi lại top 1 rồi. Điều rõ ràng là rất là điều. Đấy, Witcher kẹp với cả 6 bit đấm như con luôn, chả đấm được bộ nào luôn, gặp thằng nào cũng chết. 39 máu này thì sống trụ được bao nhiêu round nữa. Cứ chuyển đi rồi xuống hố thôi anh em ạ. Chấp hết. Đấy, có khi gặp thằng nào chết thằng đấy luôn, gặp thằng nào là thua với thằng đấy luôn. Kinh xoài non, lông dân. Ok, lông dân giết nó được không? Tôi nghĩ là khó anh em ạ. Chúng ta chưa có những cái lượng đồ để có thể ăn được nó. Thằng này đồ nó khỏe quá rồi. Chơi Lancer mà nó có đồ hút máu anh em ạ. Cái vấn đề ấy là nó xác định chơi từ đầu, nên là cái rau mà rau quái 10 ấy, nó lấy cái mặt lạ điên rồi, mà bây giờ nó có mặt lạ hút máu cuối rồi thì đỡ làm sao được. Khó thật. Hai cái món chấn thế đấy. Đấy, đúng hai món chấn luôn. Đẩy nhiều máu luôn. Sao vừa rồi nó đẩy tôi 13 máu á. Thế là tôi cũng chỉ còn 27 máu này. Bây giờ có nên là chuyển bài vào để counter thằng Witcher trước không nhỉ? Bài này của tôi là đồ nó chưa chuẩn, nên là không để 9 Warrior được ấy. Đấy, cái vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Để 9 Warrior không thì nó lại chưa chuẩn lắm. Để như này thì cũng không được. Thôi để tạm như này vậy. Đây này, gặp Witcher này. Đấy anh em thấy không? Này anh em nhìn này, phản này, phản nó đấm vào phản lại này. Anh em nhìn người, anh em nhìn máu của con Fallen Witcher ấy. Nó đánh vào là phản lại này, thấy chưa? Ngày trước làm gì có cái chuyện như này. Bây giờ đánh ở level 10 và bị ăn phản ạ, thề. Thôi nhá anh em nhá, đây nhá, chính các video clip nhá, bằng chứng hẳn hoi nhá. Không hề là, đây là nói bốc phét, nói mồm nhá, mà đây là video clip chứng minh luôn nhá anh em nhá.
Witcher bây giờ không đấm được đâu. Xác định luôn anh em ạ. Đấm vào ăn phản ngược lại luôn. Trời ơi. Đấy là còn round trước tôi còn chưa có đồ ấy. Đồ toàn đồ đều. Không phải cái đồ của bọn Warrior luôn ấy. Chưa có giáp thép, chưa có cái gì cả luôn. Chưa có giáp thép, chưa có giáp xoay, chưa có mấy cái món đồ chấn như là vương miệng gì luôn. Đấy, bây giờ tôi mới ra này. Đây, bây giờ mới có cái chén thánh này. Đồ của tôi là vừa nãy tôi lấy là xác định là lúc đầu là cũng không định Warrior. Mà thấy rằng Warrior xanh tôi phải chuyển thôi anh em ạ. Bây giờ ấy, cái việc counter và Warrior thì anh em chỉ có chơi Warrior thôi. Cứ chơi Warrior là ăn được thôi. Chả có cách nào khác đâu. Bây giờ cái trận này bảo là có ăn được cái thằng Lancer với cái đồ chấn kia không thì vẫn ăn được anh em nhá. Ăn được là bởi vì chúng ta có cái sự khác biệt giữa cái Celesi. Đấy, tôi lên được 11 tôi kẹp vào hai Warlock được. Chúng ta có hút máu nó khác. Cả cái đội hình nó có hút máu nó khác với cả chỉ có mỗi con Lancer là có hút máu anh em ạ. Cả cái đội hình này nó sẽ được phản hết. Nó sẽ được hồi máu lên dần dần. Warrior nó sẽ được phản toàn bộ đội hình. Nó rất khỏe. Hơn ở cái chỗ là có Warlock ấy. Và chúng ta hơn ở chỗ là chúng ta kẹp được vào con Velomancer nữa. Ok. Tôi sẽ để mấy cái con cá ở đây nữa để tôi counter vào cái thằng Witcher. Trong trường hợp là nó quá mạnh, nó có đồ hút máu cuối thì tôi sẽ chuyển cho anh em nhé. Rồ à? À, thôi được rồi. Hơi đen một tí. Không ra là cái giáp xoay. Mấy cái đồ này thì đổi được cái đồ gì không? Không được, cái này vẫn thiếu. Không, tôi bây giờ tôi đổi cái giáp thép thôi anh em ạ. Tôi cần đổi cái giáp thép. Cái RO thì tôi sẽ không phá đi đâu. RO cho thuyền trưởng cũng được. RO thuyền trưởng được nhá anh em nhá. Thuyền trưởng đang làm co đấy. Rồi, gặp lại này. Nói chung là bây giờ bảo ăn được nó khó lắm. Nó có cả gương cho con Lancer nhá. Mà cái gương trong người con Lancer ấy, nó cũng có cái tác dụng luôn đấy anh em ạ. Cái bóng của nó cũng có khả năng đốt đam luôn đấy. Bắt đầu có sự khác biệt chưa? 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 Ồ. Bắt đầu có sự khác biệt anh em ơi. Ôi rồi bạn ơi, ôi rồi cất chuối. Có cái vương miệng anh em ạ. À. Hai Warlock cộng vương miệng. Ok. Thế thôi mà, đơn giản thế thôi mà, có gì đâu. Sau này là phải chuyển sang từ từ đã nhá. Tôi sẽ phải kẹp cái bộ này vào. 4 con à. 4 đá nữa. Là đủ à? Còn 6 đá cũng được, nếu mà thích 6 đá cũng chơi được luôn. Ok bạn ơi. Không ăn thua bạn ạ. Witcher xuống hố rồi. Chuyển cái kiểu gì thì cũng chết. Ôi xong rồi. Xong bạn rồi. Đây là tôi không phải là đánh 9 Warrior đâu. Mà nó chỉ có 6 đó đấy. Warrior nó mạnh vãi cướp luôn. Xong rồi. King Cylon cũng đã phải ra đi. Cay đắng nha. Witcher Beat không ăn thua luôn. Lên được level 10 tối thượng rồi mà cũng không ăn thua. Ok. Rồi bây giờ bổn cũ soạn lại thôi. Đấy. 9 Warrior. Nhưng mà kẹp thêm 2 Warlock. Sự khác biệt luôn ở đây. Rồi bán hết mấy con này đi anh em ạ. (Cười)
tôi vẫn còn một đống một sao luôn nhé, mà tôi ăn được nó full 2 sao, anh em tin được không? Chỉ vì tôi có con Warlock ở trong đội hình ấy. Anh em nhìn này, nó đánh vào con ếch kìa. Sida vãi cả đài thế. Anh em nhìn quả vừa rồi không? Con ếch 1 sao, con Berserker 1 sao, con Lancer đấm vào chết thế. Sida vãi. Tôi còn chưa có cái giáp xương đâu. Anh em thấy không? Nó có giáp xương rồi đấy, nó để trên người con Doom ấy, vãi đài. Giáp xương để trên người con Doom mà nó vẫn còn không ăn được tôi. Chỉ có một cái sự khác biệt duy nhất, đấy là chúng ta có cái gì? Có Warlock anh em ạ. Đó, cái sự khác biệt khiến cho chúng ta chiến thắng. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái trận đấu mà tôi cũng chơi Warrior đầu mùa anh em nhá. Một cái trận đấu mà chả phải làm gì cả mà vẫn được top 1 với một cái chuỗi thắng thật là kinh khủng khiếp. Vàng khe từ đầu game đến cuối game luôn anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.